Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở buổi này thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần xử lý API. Thì ở buổi trước chúng ta đã làm xong API về backend cho phần exam, quản lý exam, thêm sửa xóa và phần danh sách và phần filter, pagination. Tiếp tục ở phần này chúng ta sẽ làm về question. Thì trước khi đi đến phần question thì mình sẽ show cho các bạn cái format của API question mà chúng ta sẽ làm. Thì đối với question thì database của nó đang đơn giản như thế này. Đối với question thì chúng ta chỉ cần có content. Đó, content tức là nội dung của câu hỏi và câu trả lời tương ứng đối với câu hỏi đó là gì. Thì nó sẽ có phần answer. Thì mỗi answer này nó sẽ thuộc một question. Và answer này nó sẽ có content. Và nó có một cái trường correct để chúng ta xác định được đó là câu hỏi đúng hay là sai, đó là câu trả lời đúng hay sai. Ok chưa? Thì đối với phần question thì chúng ta có rất nhiều cây để validate. Thì trước khi đi đến phần này thì mình sẽ phân tích một chút. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một vài cái cần validate như nội dung của câu hỏi bắt buộc phải nhập. Đó, câu hỏi phải có tối thiểu hai câu trả lời. Nội dung của câu trả lời thì bắt buộc phải nhập. Và một số câu hỏi chỉ có một câu trả lời đúng, tức là đối với một câu hỏi thì chúng ta chỉ có một câu trả lời đúng thôi, và nội dung câu trả lời thì không được giống nhau. Đó, tức là phần answer về content sẽ không được phép giống nhau và phải có ít nhất một câu trả lời đúng. Nếu mà các bạn có đặt câu hỏi và không có câu trả lời nào đúng thì sẽ rất là vô lý. Đó, nội dung câu hỏi không được nhỏ hơn 12 ký tự, nội dung câu trả lời không được bỏ trống, nội dung câu trả lời không được nhỏ hơn 3 ký tự, giá trị correct chỉ được phép là true hoặc false. Đó, ok chưa các bạn? Và phần validate success các thứ này thì đây là những cái mà chúng ta quy định, những cái chúng ta quy định thôi. Đó, và phần response, mỗi khi chúng ta tạo một câu trả lời đúng thì nó sẽ trả về cho chúng ta như thế này. Có nghĩa là sorry các bạn, đây là phần exam. Đó, thì phần này nó sẽ là question như thế này. Nó sẽ trả về cho chúng ta một cái question và nó sẽ có content. Và bên cạnh đó thì nó sẽ trả về luôn cho chúng ta đó là gì? Answer của thằng này sẽ là gì? Đó, nó sẽ là số nhiều, và đây nó sẽ là một collection, một list các answer. Ok chưa các bạn? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại phần này và chúng ta sẽ xây dựng phần API cho phần question. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái controller question. Mình sẽ start server lên đã. Các bạn chạy artisan server. Đó. Sau đó thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ mở cái terminal lên. Chúng ta sẽ chạy tạo ra một controller từ đây, thì chúng ta sẽ tạo ra một controller make controller, mình sẽ để là question question controller. Nó sẽ nằm ở trong nameplate API như thế này. Đó, chúng ta quay trở lại đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái controller question. Ok chưa các bạn? Rồi, thì ở trong controller question thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái này đi đã. Chúng ta sẽ làm từ đầu. Thì đối với controller question, cái API chúng ta cần viết đầu tiên nó chính là lấy ra danh sách các question. Được chưa? Thì ok, chúng ta sẽ tạo ra một cái router API. Chúng ta vào đây. Và chúng ta đang sử dụng REST API nên là chúng ta sẽ dùng thằng resource này. Resource đây sẽ là resource. API của chúng ta sẽ là question như thế này. Mình sẽ để là số nhiều question. Đó, và chúng ta sẽ có controller là question. Question controller như thế này. Và chúng ta sẽ không cần dùng đến phương thức create, nên là chúng ta sẽ loại bỏ nó ra khỏi cái controller API.
resource này chúng ta sẽ bỏ edit đi, vì phần này sau này chúng ta sẽ xử lý ở phần Vue.js, nó sẽ load form thứ đây. Rồi mình tạm thời bỏ login đi vì chúng ta chưa làm đến. Mình sẽ chạy cái router lên để các bạn có thể xem là chúng ta có gì ở đây. Đây, chúng ta đang bị lỗi question service ở đâu đây? Chúng ta đang có một cái lỗi question service combo server, do mình vừa xóa cái này đi để làm lại từ đầu. Auto load, mình chạy lại đã thì nó sẽ đỡ bị lỗi này, do mình xóa đi và nó đang được dùng ở đâu đấy. Đó, sau đó thì mình sẽ chạy lại router list question service, mình sẽ chạy nó lên, nó vẫn đang được load. Ok, mình sẽ tạo ra một cái question service trước, đằng nào chúng ta cũng phải tạo. Đây, chấm PHP. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ giống như phần Excel thôi, chúng ta sẽ có một cái question service và nó sẽ nằm ở trong cái namepage. Mình sẽ zoom lên cho các bạn nhìn dễ. Namepage của chúng ta sẽ là app service như thế này, có S nhé, vì trong đây sẽ có rất nhiều service. Ok, mình chạy router list lên xem có lỗi gì nữa hay không. Result service. Rồi ok, mình cũng sẽ tạo nó lên. .php. Tại vì mình xóa đi để mình làm lại nên là cho các bạn dễ theo dõi, nên là nó đang xảy ra cái lỗi này. Rồi mình sẽ tạo, bỏ đây đã, đằng nào cũng phải tạo. Đó, chạy lên này. Thì khi các bạn gặp lỗi như này, các bạn đoán ngay nó là vấn đề gì. Thì gặp lỗi cũng không phải là một cái gì đó quá to tát, quá ghê gớm cả, mà chúng ta sẽ có cách, chúng ta sẽ có cái để chúng ta học được từ những lỗi đó. Đây, thì đối với phần question thì chúng ta có API V1 question như thế này. Mình sẽ chạy thử nó lên. Thì ở trong đây nó tương đương với cái phần index, thì nó sẽ là phần danh sách. Đây, như thế này. Đó, được chưa? Quay trở lại API này, mình sẽ để một cái là question list ở đây, sẽ là mình add một cái request. Domain của chúng ta sẽ là localhost theo cái này. Các bạn chạy artisan server lên cho nó nhà, đỡ phải config những cái liên quan đến localhost các thứ. Thì nhiều bạn cũng ngại làm cái việc này. Rồi, đây thì mình có API này với phương thức là request như thế này. Mình sẽ đặt tên ở đây sẽ là list. List cái gì? Mình sẽ là list list control, list router, list question. Đó, thì phần này chúng ta cũng chưa apply middleware vào, nên tạm thời mình sẽ để ở đây. Middleware là đang chưa có đã. Phần middleware mình sẽ đưa vào sau. Đó, mình chạy nó lên. Đó, thì nó đã gọi đến cái trang kia rồi. Ok, thì ở trong đây, trong đây của chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ bắt chai cat để xử lý cat. Đây sẽ là exception. Chúng ta sẽ handle bất kỳ lỗi gì xảy ra. Đó, thì chúng ta sẽ trả về một cái format giống như thằng Excel này, trường hợp lỗi này. Các bạn có thể xem. Thì mình muốn giữ được một cái format chung này, thì mình sẽ đưa vào đây như thế này. Đó, và mình sẽ sử dụng thằng respond giống ở bên này. Đây, chúng ta sử dụng HTTP respond như thế này. Đó, tạm thời bỏ request đi. À rồi, chúng ta vẫn cần request ở đây đấy. Rồi, ok, đây là trường hợp lỗi. Còn trường hợp mà nó thành công thì sao? Thì nó sẽ phải trả về cho chúng ta một cái data mà chúng ta cần, đó chính là danh sách. Danh sách question. Được chưa các bạn? Đó, mình sẽ return về như này trước đã. Đây, respond nó đang báo lỗi router root must be offset, có nghĩa là cái này mình vừa thay đổi nó bị lỗi này. Đây, group function, group function chỗ middleware này chúng ta sẽ
mix đồ quen, chúng ta sẽ bỏ trống đây đã, chưa vấn đề gì cả. Đó, chạy nó lên rồi, ok, thì nó đã gọi lên đây rồi và nó đang trả về là rỗng các bạn ạ. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ cần làm gì? Chúng ta sẽ cần trả về dữ liệu đầu tiên. Nếu mà thành công chắc chắn rồi, bởi vì chúng ta đã sai cách ở đây, có lỗi thì luôn luôn rơi xuống đây. Còn vào đây chắc chắn thành công, mình sẽ lấy cái mã code tương ứng. Đây, giống như ở bên này. Có nghĩa là đối với trường hợp thành công thì status sẽ trả về là true. Code của nó sẽ trả về 200 theo HTTP request. Ok. Cái của chúng ta cần bây giờ là chúng ta đi lấy dữ liệu cho thằng danh sách question. Đây, danh sách question chúng ta sẽ lấy như thế nào? Thì chúng ta sẽ lấy như sau. Tạm thời mình để trống như thế này đã. Chúng ta chạy lên này, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cái format trả về cho trường hợp đây, đây là success. Ok chưa? Đó, thì chúng ta cần lấy ra danh sách question. Ok chưa? Thì để lấy ra danh sách question thì chúng ta sẽ sử dụng service, question service như thế này. Chúng ta sẽ yêu nó vào trước khi sử dụng. Chúng ta sẽ yêu, yêu cái gì? Add cho service, cho question service như thế này. Đó, chúng ta nhóm thằng nào liên quan đến app vào một nhóm như này thì các bạn quản lý code cũng sẽ dễ dàng hơn. Ở trong đây mình sẽ tạo ra một cái protected thuộc tính question service. Tại sao mình lại sử dụng protected? Bởi vì giả sử sau này chúng ta có một cái phương thức nào đó kế thừa từ controller này chẳng hạn, thì nó cũng sẽ có thể sử dụng lại được. Đó, mình lường trước thôi, cũng có thể là chúng ta sẽ không dùng, không kế thừa, nhưng mà chúng ta cũng lường trước. Mà protected này nó cũng là một cái thuộc tính được bảo vệ, gần giống như private. Nó chỉ cho phép những thằng mà kế thừa nó dùng lại thôi, nên nó cũng khá là ok. Chỗ này mình sẽ abandon cái thằng question vào đây. Tại sao mình lại dùng qua contract? Bởi vì sao? Trước khi đến các phương thức ở trong cái cloud question controller này thì nó luôn luôn chạy thằng contract trước, nên là nó sẽ khởi tạo được thằng này đầu tiên. Ok chưa? Bây giờ trong question service mình sẽ viết một cái phương thức get all public function get all như thế này. Đó, đối với get all này mình sẽ dùng gần giống như thằng exam thôi. Đây, cái get all của nó thì mình sẽ xử lý nó như thế này, nó cũng khá đơn giản thôi. Đây, thì ở đây mình sẽ question này mình sẽ gọi đến visit cho đến question service, question service, và mình sẽ gọi đến get all. Mình hoàn toàn là không truyền gì vào cũng được. Thì bên thằng question service lúc này nó sẽ xử lý cho chúng ta những cái gì? Thì nó sẽ yêu cái module question vào, yêu cái module question vào đây. Đó, nó sẽ yêu như thế này: app module và question. Ok chưa các bạn? Và ở đây nó sẽ xử lý phân trang. Đầu tiên mình có limit, default mình để 15. Đó, thì mình sẽ return cái, mình sẽ tạo ra một biến query, bởi vì nó còn liên quan đến chúng ta phải nối cái câu query này, ví dụ như order by hay là chúng ta filter sort. Đó, thì đây mình sẽ có một cái query là question cho đến cái gì, cho đến query như thế này. Đó, ok chưa? Sau đó thì cuối cùng mình sẽ return là query cho đến paginet. Đó, thì sau này trước, sau này chúng ta muốn xử lý trên này where hay là filter hay là order by gì cũng được, không vấn đề gì cả, được chưa? Đó, ok chưa các bạn? Bây giờ chạy thử trước đã. Đây, thì khi mà chúng ta request thì chúng ta sẽ lấy ra được lead question này, này. Ok chưa các bạn? Và lead question này mình muốn là sẽ lấy luôn được cả cái gì? Chúng ta sẽ lấy luôn được cả câu trả lời cho từng cái question này. Thì ở đây các bạn chỉ cần xử lý cho mình như thế này. Đó, with answer như thế này là được. Chúng ta chạy lên nhé. Đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, các
có câu trả lời. Và cái dữ liệu mà các bạn đang nhìn thấy đây là dữ liệu fake, nên là có thể nó cũng sẽ không chính xác. Đó, do mình làm fake cũng chưa chuẩn, chẳng hạn như vậy. Đó, ok chưa? Tuy nhiên thì hầu hết ở đây các câu hỏi của nó đều có 4 câu trả lời. Đó, khá là ok. Thì mình lấy ra được cái phần danh sách question như thế này rồi. Trường hợp muốn filter thì sao? Trường hợp muốn filter thì sao? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Thế đây chính là cái phần API để chúng ta làm cho phần view sau này. Được chưa? Đó, trường hợp muốn filter thì mình dùng giống như thằng Excel này. Dùng giống như thằng Excel. Có nghĩa là gì? Ở đây chúng ta sẽ check một vài cái điều kiện đơn giản như thế này. Ví dụ ở đây mình muốn là có order by thì mình sẽ xử lý như thế này. Thì mặc định default thằng này nó sẽ là một cái mảng. Cái mảng. Đó, array. Được chưa các bạn? Và mình sẽ ép luôn kiểu cho nó là array như thế này. Đó, nếu mà có thằng này thì nó sẽ phải, thì chúng ta sẽ order by được. Call loop và sort là gì? Thì chúng ta sẽ truyền nó vào thông qua cái gì? Thì giống như ở đây thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể truyền qua như thế này. Thì mình sẽ xử lý nó như thế này. Ví dụ sau này chúng ta truyền lên đây là limit bằng 10 thì chúng ta sẽ chỉ lấy ra 10 thôi. Ok chưa? Chúng ta chỉ lấy ra 10 thôi, hoặc limit bằng 2 đi thì chúng ta chỉ lấy ra 2 thôi. Thì ít nhất chúng ta sẽ phải xử lý ở đây được như thế này. Đối với question chúng ta sẽ có một cái limit. Limit sẽ bằng request. Request ở đâu thì mình sẽ lấy request dependent từ cái request kia, mình đưa vào như thế này. Request. Đó, mình sẽ request. Và chắc chắn rồi, cái param sẽ lấy được default, nếu không có thì chúng ta sẽ, nó sẽ là null. Đây này. Cái param nó sẽ lấy được từ đây. Được chưa các bạn? Ví dụ mình gọi lên lấy bằng 2 này. Đó thì chúng ta chỉ lấy ra được 2 câu trả lời thôi. Thì ở đây nó đang chưa truyền vào, chúng ta sẽ truyền nó vào như thế này. Thời đây là một mảng đã, nó phải truyền vào như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy ra 2 câu trả lời. Đó. Đó, hết rồi. Được chưa? Ok chưa? Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có phần sort. Phần sort thì chúng ta sẽ truyền lên theo dạng như thế này. Mình sẽ truyền lên một cái biến, đó là column là gì và sort là gì. Ví dụ mình sort theo đây, column bằng ID là sẽ như vậy. Và cái sort chính là cái kiểu sort ấy, bằng DESC như thế này. Thì sau này API chúng ta sẽ truyền lên như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ tạo ra được cái order by như thế này. Mình sẽ lấy lại từ thằng Excel nhé, cho nó nhanh. Đó, thì ở order by này chúng ta sẽ lấy được thông qua cái column như thế này. Các bạn có thể dùng get hoặc là dùng thẳng column như thế này cũng được, nó ngắn gọn hơn. Mình dùng get ở đây để các bạn có thêm một cái nhìn mới về thằng này. Đó, ở đây sẽ là column như thế này. Đó, thì nó khá là ngắn gọn. Ok chưa? Và cuối cùng mình sẽ truyền đây là cái order by như cái này. Đó, default thì nó sẽ bằng null và nó đảm bảo là mảng. Nó đảm bảo là mảng như thế này. Được chưa các bạn? Các bạn mấy cái biến khai báo này các bạn có thể xử lý cho nó, nhìn code cho nó dễ đọc. Đó. Đây, thì chúng ta xem chúng ta đang có một cái lỗi gì đó liên quan đến biến dòng số 19 này. Đây, ta có một lỗi dòng số 19. À đây, xin lỗi các bạn. Đó, chúng ta chạy lên. Thì các bạn sẽ thấy là nó đang sort theo ID 1999 này. Đó, kiểu như vậy. Nếu mà chúng ta thay đổi đây thành ASC thì nó sẽ sort theo tăng dần. Đây, 1, đó, và sẽ là 2, kiểu như vậy. Nếu mình lấy nhiều hơn, 5 này, đó, thì nó sẽ nhiều hơn như thế này. Ok chưa? Đó. Và chúng ta sẽ, có lẽ là chúng ta không cần lấy answer, bởi vì sao? Phần danh sách thì chúng ta chỉ cần xem câu hỏi và
câu trả lời thôi, tổng số câu trả lời thôi. Thì chỗ này chúng ta nên làm như thế này. Ở đây chúng ta nên xử lý như thế này. Các bạn có thể lấy ra hoặc không nhé. Thì theo mình nghĩ là sẽ không nên lấy ra. Đây chúng ta nên trả về cái cao thôi, cao của thằng answer thôi thì sẽ hay hơn. Tổng số thì có thể chúng ta xử lý nó ở bên ngoài. Mua thôi rồi, ok. Chúng ta cứ lấy nó ra và sau này dưới VVS chúng ta cao sau cũng không vấn đề gì cả. Các bạn nên nhớ là nếu ở controller chúng ta đã dùng jacket như thế này thì trong service không cần nhé. Jacket nhiều lần cũng sẽ không tốt, chương trình nó sẽ chậm hơn đấy. Performance nó sẽ chậm hơn đấy. Đó. Đó, ngoài ra thì cái format về meta chúng ta cũng sẽ follow theo đúng cái này. Đây, chúng ta sẽ follow theo đúng cái mà chúng ta đã quy ước với nhau đối với meta. Đó, thì nó là thông tin phân trang đấy. Thì ở phần này chúng ta sẽ đặt ra một cái như thế này. Đây sẽ là question pagination. Chúng ta có một cái biến question. Vì cái này là cái cả một cái object phân trang rồi. Đó, được chưa? Pagination. Và thằng question pagination này nó sẽ trở đến get item để nó lấy ra dữ liệu. Item này. Đó, còn những thằng này thì nó sẽ là cái này. Trang hiện tại các thứ mình sẽ chạy lên này để các bạn nhìn thấy này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là đây nó sẽ có tổng số trang rất là clear như thế này. Trang hiện tại bao nhiêu tổng số bạn ghi, trang hiện tại và bao nhiêu bạn ghi trên trang. Nếu các bạn thay đổi cái này thành 15 thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Ok, mình sẽ dừng lại tại đây. Thì qua video này thì sẽ giúp các bạn cách build cái phần list question và liên quan đến phần sort. Đây chính là phần sort này. Sort chúng ta sẽ trong một thời điểm chúng ta chỉ sort với một column thôi, nên là param như thế này là đủ, cộng với cái limit mà chúng ta chuyển lên. Tất cả những cái này sau này sẽ xử lý ở phần VVS. Đó, các bạn hãy thực hiện nó ở trên máy của mình. Ok. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi thực hiện thêm mới một question. Ok, chào các bạn.